Mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Chiều nay con Chiến Mã mình lại tiếp tục làm nhiệm vụ đi chở tấm lợp ở ngoài đường về. Bây giờ mình đã buộc xong cây que để chuẩn bị làm nhiệm vụ đi chở tấm lợp đây. Hai đứa khênh xuống đi, khênh từng tấm một nhá. Đi về ra ngồi xe đã nhá. Đấy, để đó. Trên cái bằng ấy đừng kỳ vào đá thế, có còn đá kênh dưới này đấy, con đá kênh dưới đi, đừng đừng bên cạnh nhá, bên cạnh nó vỡ đây đấy, đừng cầm vào cạnh thế, con đá đây có nhìn thấy con đá trong đấy à, đấy ra thế, bê là bê vào giữa, bê đừng bê vào cạnh này, bê vào chỗ này, bê vào chỗ này này, cái chỗ này này chứ đừng bê ra đây. Vừa bảo đứng bê ra đi, vâng nhưng lại vâng ra đây, cứ bê vào đây này, thế bê ra cạnh nó vỡ, mệt quá. Ôi kêu có xe vào mình không biết nhỉ. Có xe vào kia thì nhờ nó chở mà nó quá. Đổ được nhiều chưa? Đổ nhiều đi nó mới sạch, hiểu chưa? Không đi ra đi lại nó bẩn. Bến là cái gì nữa, anh tay đây ta đi chở con hát rồi. Thank you.
Đấm trên đấy, đuổi ba tấm trên đi, đuổi đuổi sang sao cho nó đỡ chật đường một tí thôi là chật đường. Có ánh nắng rồi, bên này nặng rồi. Mùa xay xoay rồi, xay xay. Đấy, xếp sang này, không phải xếp thế đâu, cứ vứt ra thôi, chứ mày xếp thế nó đổ xuống chứ cái gì, mất công. Bỏ sang chỗ đất nó khỏi chảy xuống, nó khỏi bẩn đường đi. Trong nhà để chú đi chở nữa nhá. Đây này, cái bột mịn này là cào gọn xuống chỗ này. Cào cho nó gọn vào đây, để đến lúc lấy còn có cái làm, xong bắt đầu còn lại. Cào gom hết tất cả cái kia, rồi dồn đống này kia. Không là không đủ cái để mà láng nữa đâu nhá.
Bây giờ là còn ít là không không bỏ công đi thuê đi chở đâu. Đặt cái đá cái ra xong lại vun cái bột tất cả gom hết vào nhá. Gom lại. Đấy, bây giờ chú còn phải đi chở hai chuyến nữa. Hai chuyến nữa mới đủ. Bể nước này, cái chỗ cái nhà tắm này. Bể nước nhà tắm mất chục tấm rồi, chỗ này mất 20 tấm nữa này. Nhớ vun gọn vào nhá, nếu không không có cái làm nữa nhá. Thank you.
đưa tấm lên đây. Không biết đọc à? Đưa lên nào.
thân vỡ ấy kìa. Cái cán xẻng chặt vớt ngắn vớt đi. Đổ ngay đây này, đổ ra ngoài bờ rào kìa. Đổ ra ngoài rào nó không cần phải bê ganh đi đâu. Rồi đổ cái bụng kìa, chỗ lầy lầy đấy. Cái này niên luôn nè.
chắc luôn nhỉ, chắc nịch mà nó kín luôn. Cầm cái búa cái bếp một cất lại nhá. Vâng. Cái búa cất này. Ủa, có một ít chỗ rồi. Nó có tờ này. Ủa. Cái nó khuất thì đầu lá bí mà có chút xíu lo chết buổi chiều nay mình đã chở đủ 30 tấm lợp về để lợp khu chuồng trại là và khu nhà tắm là 2 và để che chắn cái bể nước là 3. Mình cũng đã lợp được lên cái khu chuồng trại này. Chương trình ngày mai sẽ đóng cao su và buộc níu nốt cái hàng cuối và hàng trên của cái tấm lợp kia để cho nó chắc chắn vào và sẽ xây nốt được cái hàng be từ đây và đến trong đầu nhà này. Để có thể khi có điều kiện thì sẽ mua lưới B40 để răng lên bên trên cho nó kín đáo và làm nốt cái khu chuồng dê kia. Chuồng dê thì bây giờ nó chỉ cần cắt cây que và nữa là gác vào là xong. Nhưng mà chắc vẫn còn thiếu ấy. Giờ đã muộn rồi, đồng hải nghỉ ngơi để rửa ráy rồi ăn cơm nước đã.